chạy xe máy từ miền Nam về quê, hai người chồng lạc vợ và bốn con nhỏ dọc đường. Hôm nay 31 tháng 7, chứng kiến cảnh hai người vợ ôm bốn con nhỏ, ngồi khóc ngóng chồng bên chốt kiểm soát cạnh trạm thu phí cầu Bến Thủy 2, xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Một số nhà hảo tâm đã gọi xe cứu thương chở họ về quê nhà tại xã Tam Hợp, huyện miền núi Tương Dương, tỉnh Nghệ An. Hai người vợ này cho biết, khoảng hơn 3 tháng nay, mấy gia đình rời nơi chôn rau cắt rốn và bình phước làm thuê. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, cả vợ và chồng mất việc, thiếu cái ăn và sợ dịch nên cả gia đình chạy xe máy từ Bình Phước về quê nhà ở Nghệ An. Khi đi qua Quảng Bình vào đất Hà Tĩnh, một chiếc xe khách trung chuyển đã giúp chở nhóm những người vợ và các con về đến chốt kiểm soát phòng chống dịch gần trạm thu phí BOT cầu Bến Thủy 2. Khi những người này xuống xe khai báo y tế thì chiếc xe trung chuyển quay đầu hướng vào nam. Những người chồng chạy xe máy về sau hẹn nhau qua sông Lam đến cầu Bến Thủy gặp vợ đón con về quê. Lúc này, một số nhà hảo tâm và câu lạc bộ kiến trúc sư trẻ Nghệ An đã mang bánh, cháo nóng, soi nước soi nước cho những người mẹ và trẻ em ăn chống đói. Câu lạc bộ kiến trúc sư trẻ Nghệ An cũng hỗ trợ xăng xe cho những người này. Chị Đinh Thu Hiền 47 tuổi, ngụ tại phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An và nhóm bạn chứng kiến cảnh trẻ em nhỏ tuổi ở miền Nam trở về lấm lem bụi đường đã không cầm được nước mắt. Chị Hiền cùng nhóm bạn mang xôi nóng và tiền ra hỗ trợ. Mỗi gia đình được phát 500.000 đồng kèm hộp xôi nóng. Các thành viên trong câu lạc bộ kiến trúc sư trẻ Nghệ An đã hỗ trợ hai người vợ 4 triệu đồng. Đến rạng sáng 31 tháng 7 có một số người chồng đã biết chạy xe về tìm vợ con ở gần trạm thu phí BOT cầu Bến Thủy 2 để chở, vượt 200 km về quê nhà. Tuy nhiên, có hai người chồng đi lạc đường và hiểu nhầm họ giúp chiều vợ con về nhà nên đã chạy thẳng về quê nhà. Hai người vợ phải trải áo mưa ra, lót con ngủ bên trạm thu phí BOT cầu Bến Thủy 2. Sáng nay, hai người vợ liên lạc về quê nhà thì được biết hai người chồng đã chạy xe máy về đến Tương Dương vào điểm cách ly tập trung rồi. Một số nhà hảo tâm hay chuyện đã gọi điện và nhiều được xe cứu thương bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Đưa 6 người nêu trên về huyện Tương Dương cách ly lấy mẫu xét nghiệm. Chiều 31 tháng 7, ông Lương Phi Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tam Đình cho biết, hai người chồng đã về đến quê nhà và đã vào điểm cách ly ở trường mầm non, còn những người vợ và con đang trên đường về. Khi về đến xã, chúng tôi sẽ cho khai báo y tế và đưa vào điểm cách ly lấy mẫu xét nghiệm và hỗ trợ trong thời gian cách ly y tế.